Lê Vi Ký, chương 18, luật về tội gian dâm. Chúa phán dạy môi xe, còn nói với dân Israel và bảo họ rằng, Ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi Các ngươi đừng làm những gì người ta làm trong xứ Ai Cập, là nơi các ngươi từng sinh sống. Cũng đừng làm những gì người ta làm trong xứ Canaan, là nơi ta sẽ dẫn các ngươi vào. Đừng bắt trước thói tục của họ. Các ngươi phải tuân theo các sắc lệnh ta và giữ gìn quy luật ta. Hãy tuân theo chúng. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy giữ các quy luật và sắc lệnh của ta, vì ai tuân theo sẽ nhờ đó mà sống. Ta là Chúa, không ai được có quan hệ tình dục với một người bà con gần. Ta là Chúa. Đừng xỉ nhục cha ngươi vì có quan hệ tình dục với mẹ mình. Bà ấy là mẹ ngươi, không được có quan hệ tình dục với bà. Đừng có quan hệ tình dục với mẹ kế của mình, vì như vậy là xỉ nhục cha mình. Đừng có quan hệ tình dục với chị em ruột, chị em cùng một cha hay chị em cùng mẹ. Dù chị em ấy được sinh trong nhà mình hay sinh ở nơi khác, Đừng có quan hệ tình dục với cháu nội hay cháu ngoại mình, làm như vậy là xỉ nhục chính mình. Cũng đừng có quan hệ tình dục với em, một cha khác mẹ, vì là em gái ngươi. Đừng có quan hệ tình dục với chị em của cha ngươi, vì là bà con gần của ngươi. Đừng có quan hệ tình dục với chị em của mẹ ngươi, vì là bà con gần của ngươi. Đừng làm xỉ nhục anh em của cha ngươi vì có quan hệ tình dục với vợ của họ vì ấy là bác gái hay thím ngươi đừng có quan hệ tình dục với dâu ngươi vì là vợ của con trai ngươi không được có quan hệ tình dục với con dâu mình đừng có quan hệ tình dục với vợ của anh em ngươi vì làm như vậy là xỉ nhục anh em mình đừng lấy một người đàn bà luôn với con gái hoặc với cháu nội hay cháu ngoại của người ấy vì họ là bà con gần với nhau đó là một điều ác đừng cưới chị em của vợ mình làm vợ bé và có quan hệ tình dục với người này đang khi vợ còn sống đừng giao hợp với một người đàn bà trong thời gian người này ô uế vì kinh nguyệt đừng gian dâm với vợ láng giềng mà làm cho mình ô uế với người ấy đừng dâng con gái mình làm sinh tế cho thần mô lóc vì các ngươi không được làm ô danh đức chúa trời các ngươi ta là chúa đừng ăn nằm với một người đàn ông như cách người ta ăn nằm với người đàn bà đó là một tội đáng ghê tởm đừng giao hợp với thú vật và làm cho mình bị ô uế với nó đàn bà cũng không đến với thú vật để giao hợp đó là một việc tà ác Đừng để cho các ngươi ô uế vì các thói tục đó. Vì đó là cách các dân tộc ta sẽ đuổi đi trước mặt các ngươi đã tự làm cho chúng nó ô uế. Đến đất đai cũng bị ô uế. Nên khi ta phạt chúng nó vì các tội lỗi đó, đất sẽ mửa chúng nó ra. Nhưng các ngươi phải giữ các quy luật và sắc lệnh ta cả dân bản xứ lẫn ngoại kiều đều không được làm bất cứ việc nào trong các việc đáng ghê tởm đó vì các dân tộc sống trong các xứ trước các ngươi đã làm tất cả các việc ghê tởm đó và đã làm cho đất thành ô uế nếu các ngươi làm ô uế đất đất cũng sẽ mở các ngươi như đã mở các dân tộc ở đó trước các ngươi ai phạm một tội trong các tội đáng ghê tởm đó sẽ phải bị trục xuất khỏi nhân dân vậy các ngươi phải làm theo lời ta không được làm theo các phong tục đáng ghê tởm các dân tộc ấy đã làm mà làm cho các ngươi ô uế với chúng nó ta là chúa đức chúa trời các ngươi